just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. Beauty of the love, peace, rainbows, and
miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son lối duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang đang đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa, miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay. Đại diện có biết này, qua một thời gian hai cháu tìm hiểu nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm, nay là tinh thần được là gia đình cháu nội nhất trí và đồng thuận cho phép tổ chức tiếp thông mới. Thì hôm nay đến mừng của tôi cũng có một món quà là nhỏ bé ở trên đây, tục gọi là lì, ở đây thì tục gọi là lì hôi và lại là thì là gặp tài, thì là còn có một cái bên nội ngoài chưa hai trăm tiền hương chắc sẽ được sinh ra ngày xưa mà chỉ biết đi ra ta và đi ra cái ca nghĩa là bên nội thật đường của bên ngoài xin đình các cháu lại đó khóc và hương trực giác. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa, miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
chờ lâu lắm biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Ngày mai em là cô dâu mấy, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng. Xinh xinh
hai đứa mình ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em bà con ngồi ở ngoài cũng trong quá trình các cháu tìm hiểu yêu thương nhau, thì hôm nay thì cũng mọi thứ thì cũng đã trở thành hiện thực rồi. Thì cũng theo như các phong tục tập quán của các cụ nhà ta, thì hôm nay bà chị và ta chúng tôi xin phép được con gái có hồn nhà tay lao công thực tế rồi xin phép được được cô dâu về nhà làm công nội. Theo sự khi mà chấp thuận của hồn nhà tay theo người dân thì có cái cầu phù hiệu đó thì lên trên thì mình ngại khi lui ở đó đi cầu phù xin giống theo dự kiến. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhớ, và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. Cầm tay em và nói với em lời yêu thương mà anh đã dành cho ngày hôm nay. Giây phút này luôn khắc sâu của hai chúng ta. Anh gần bên em sẽ chia với em và quan tâm hỏi han mỗi ngày em buồn hay chất che, ôm lấy em dù bao sóng gió. Kể từ hôm nay ta sẽ cùng một nhà, ta bước cùng một sương chung đường đi. Kể từ hôm nay đôi ta sẽ thức
khi đêm xuống. Kể từ hôm nay ta sẽ vẫn là vợ chồng, sống tương nào cũng chẳng thể đổi thay. Cùng riêng nhau ta đi qua bao khó khăn, tình nhau đến cuối cuộc đời này, vì chúng ta là một gia đình. Chào đón toàn thể quý vị khách quý, quan viên hài họ, các ông các bà, các cô các chú, anh chị các bạn và các em đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, lời nói đầu tiên xin được thay lời ban tổ chức, xin được thay lời cho trung tâm đám cưới sự kiện Minh Thảo, xin được thay lời cho hai bên gia đình, xin được thay lời cho chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn, xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị khách quý, quan viên hài họ, các ông các bà, cô chú, anh chị các bạn và các em có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay lời chúc mừng sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính chúc tất cả quý khách quý, quan viên đại họ, các ông các bà, cô chú, anh chị các bạn và các em bình an mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, nắng mưa là chuyện của trời, còn tương tư vẫn là chuyện của người đã yêu và đang yêu. Một chặng đường rất gần với địa lý và rất gần với tình yêu. Tất cả quý vị, chúng tôi đã không hẹn mà gặp có mặt tại khán phòng hạnh phúc này để cùng chúc vui và chứng kiến ngày đăng quang hạnh phúc lên ngôi của đôi bạn trẻ Quang Trung và Ngọc Sơn. Thật đúng là muối 3 năm thì muối đương còn mặn, gừng 9 tháng thì gừng hỡi còn cay. Mà đôi ta tình nặng nghĩa dày, dù xa nhau đi chăng nữa, 36.000 ngày cùng nỏ xa. Với những lời ước hẹn của ngày hôm qua để rồi hôm nay, miếng trầu cay bát nước chè xanh là tình cảm tấm lòng của gia đình Hà Nội dành tặng thay lời chào, lời cảm ơn, lời tri ân cho tất cả quý vị đã có mặt tại khán phòng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Kính thưa quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang được bước qua đến một giai đoạn rất tuyệt vời, rất linh thiêng. Chúng ta cùng chia tay những cây nóng, những chút cuồng nhiệt, những chút sôi động, những tiếng ve và những nhà hoa phượng nở đỏ thắm của mùa hè Tân Thương, để chúng ta cùng đến với một mùa thu mát mẻ, nhẹ nhàng, có một cảm xúc gì đó lưu luyến và xao xuyến, được không ạ? Những giọt mưa của mùa thu đã làm cho tất cả con người chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, mát hơn và cảm thấy phấn khởi hơn. Cũng chính trong cái giây phút linh thiêng, giây phút tuyệt vời, giây phút chào dâng như thế này, thì chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn cũng hai bên gia đình đã tận tay gửi tới toàn thể quý khách quý, quan viên hay họ, các ông các bà, cô chú, anh chị các bạn và các em những cánh thiệp hồng đặc biệt báo tin. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017, cũng tức là ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, được sự kết hợp từ phía hai bên gia đình, đặc biệt là được sự ủng hộ từ phía bạn bè gần xa cũng như cơ quan đoàn thể, đã cho phép chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn kết tóc xe duyên trong ngày hôm nay.
Sự diện của tất cả quý vị khách quý có mặt trong giây phút này là niềm vinh hạnh dành tặng cho ban tổ chức của chúng tôi, cũng là niềm vinh hạnh dành tặng cho hai bên gia đình, cũng là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao để dành tặng cho chú rể và cô dâu. Trong giây phút linh thiêng ý nghĩa như thế này thì cho phép chú rể và cô dâu được mạn phép được đứng dậy để ra mắt quan viên hay họ. Cảm ơn bạn bè gần xa đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và tất cả chúng ta không tiếc gì hãy nổ một tràng pháo tay thật to thật đồng nhiệt để buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn chính thức được bắt đầu bằng một tràng pháo tay thật to lên quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cùng với lời chào của chú rể và cô dâu với tràng pháo tay của quý vị thì phía dưới là miếng trầu cay gia đình Hồng Đội đã chuẩn bị sẵn. Thật đúng là quả cau nho nhỏ lá trầu cay này của Xuân Hương đã tuyệt rồi. Có bén duyên nhau thì cho thắm lại, mãi xanh như lá trắng như vôi. Chúc cho chú rể và cô dâu của chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Và chúc cho tất cả quý vị quan khách có một buổi trưa thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Xin được chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và thay cho lời chào đầu tiên cũng thay cho miếng trầu cay, thay cho những ly nước chè tuyệt vời nhất đậm đà tình quê, thì cho phép chú rể và cô dâu xin được trân trọng gửi lời chào đến diện diện của quý vị khách quý, quan viên hay họ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị, các bạn và các em đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trong lời chào của chú rể và cô dâu có gì đó sai sót, rể rất mong toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng lượng thứ và bỏ qua. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất quý vị, cùng với lời chào của chú rể và cô dâu thì giây phút này chúng tôi đã cảm nhận được đôi tân hôn của chúng tôi đang thì thầm vào nhau những cảm xúc của tình yêu. Họ đã nở nụ cười mãn nguyện cho ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi về sau, khi trong giây phút này hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập. Với những thông điệp đó thì không thể nói bằng lời, chúng tôi mượn âm nhạc và mong tất cả quý vị sẽ hướng về đây để cùng chung vui chứng kiến giây phút chú rể và cô dâu sẽ hướng về nhau làm lễ trao nhận cưới, một minh chứng của tình yêu. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, người ta nói rồi, chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn vỡ hình, một vòng tròn để gắn kết những gì tinh túy, những gì tình cảm, những gì yêu thương, để gắn kết sự thủy chung. Người ta nói rồi, anh đã đi một vòng trái đất và bắt gặp người con gái của anh yêu. Trong giây phút này thì âm nhạc sẽ nổ lên, chúng ta sẽ hòa bình trong không khí yêu thương tuyệt vời lãng mạn nhất trong giây phút này. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, những tràng pháo tay rất lớn đến từ quý vị đâu rồi ạ? Hãy cùng phát văn lên dành tặng chứng kiến và chúc phúc cho chú rể và cô dâu nào. Xin hỗ trợ chú rể cô dâu trăm năm tình viên mãn, bắt đầu kiểu phu thê. Xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của vũ thật đồng nhiệt của quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Cùng với giai điệu của ca khúc Nắm Lấy Tay Anh vang lên là lời chúc của chúng tôi dành tặng cho quý vị, minh chứng cho tình yêu son sắt của đôi bạn trẻ của ngày hôm qua, để rồi mãi mãi họ sẽ nắm chặt tay nhau đi suốt cả cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, cùng trải qua những cảm xúc ngọt ngào đó thì trong giây phút này sẽ có những thông điệp, sẽ có những hương vị nữa của tình yêu tại sân khấu này. Xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại sân khấu với MC Lê Sĩ cùng với chú rể cô dâu để cùng đến với một cảm xúc nữa cùng có tên gọi là tình yêu. Kính thưa quý vị thân mến, người ta nói rồi, con thuyền tình yêu đã cập đến bến bờ hạnh phúc, con thuyền tình yêu đã đưa cho chú rể và cô dâu cập đến bến lâu đài hạnh phúc trong giây phút này. Trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý, quan viên này họ, chú rể cô dâu sẽ cùng thực hiện một nghi thức linh thiêng nhất, một nghi thức gắn kết tâm giao, gắn kết tình cảm, đó là phong tục uống rượu giao duyên. Người ta nói rồi, rượu làm hương vị tượng trưng, cũng là một nền văn hóa ẩm thực của dân tộc Á Đông, cũng như của dân tộc Việt Nam, cũng là một phong tục tuyệt vời nhất. Trong giây phút này thì chú rể cô dâu sẽ thực hiện nghi thức đặc biệt nhất, đó là khơi vị sâm banh, cùng trao cho nhau những nguồn cảm xúc, cùng nếm trải những gì ngọt ngào tinh túy nhất và cùng chia sẻ cho nhau những tình cảm tuyệt vời nồng cháy. Xin được trân trọng kính mời. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life. Hai chiếc rượu sâm anh được sự trợ giúp của chúng tôi đã được bật nắp thành công. Còn bây giờ chú rể và cô dâu sẽ cùng nâng cao rót kẽ, khơi nguồn hạnh phúc yêu thương trải dài theo năm tháng cùng với tháp ly của mình. Kính thưa quý vị thân mến, người ta ví rằng thân em thì như chén rượu cay, để anh một giọt anh say suốt đời. Ngày hôm nay tại sân khấu của chúng ta thì rượu không chỉ có một giọt đâu quý vị. Nếu như đưa ra để đếm giọt thì sẽ rất nhiều, sẽ là vô số đúng không ạ? Những chiếc ly được sắp xếp theo một nấc thang, theo một cung bậc, nó tượng trưng
cho những khó khăn, cho những vất vả trong cuộc sống lập nghiệp. Các dao của dân tộc Việt Nam chúng ta có một câu như thế này: vợ chồng đồng lòng tắt biển đồng cũng gạn. Ngày hôm nay chú rể của dâu sẽ cùng chung đôi tay, cùng chinh phục những khó khăn, cùng vượt qua những thử thách, cùng trao cho nhau nước vị nồng cháy ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Tất cả quý vị khách quý thân mến, thật đúng là suối dài đã chảy thành sông, tình duyên đã hẹn vợ chồng trăm năm. Cùng với dòng chảy đầu thắng của tình yêu thì trong giờ phút này, xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại sân khấu, cùng hướng lên màn hình, cùng hướng về với đôi tân hôn để cùng chứng kiến giây phút đôi bạn trẻ sẽ bằng hai tay phải vòng tay để cùng làm lễ ra môi nào. Đây là phong tục uống rượu giao duyên, gắn kết tình cảm, gắn kết sự tri kỷ và gắn kết sự thủy chung. Tất cả quý vị chúng ta hãy thay cho lời chúc tốt đẹp nhất trao tặng cho chú rể và cô dâu bằng một tràng pháo tay thật to thật lớn thật động viên đấy quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho chú rể và cô dâu ghi nhận và cảm ơn tình cảm của quý vị đã có mặt tại đây, đã dành ánh mắt nụ cười và những tràng pháo tay cổ động viên chúc phúc cho đôi tân hôn của chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, người ta nói rồi, công cha thì nàng tựa như sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong cuộc đời của tất cả chúng ta thì những bậc làm cha làm mẹ sinh ra, nuôi lớn, bảo ban, dạy dỗ và đến lúc trưởng thành, đến trong giây phút này, giây phút mà chúng ta sẽ được chấp cánh trong một tổ ấm riêng, thì sẽ không thể thiếu đi những lời dặn dò, những lời tâm tư, những lời tri kỷ, đặc biệt là những lời cảm ơn diện diện của tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Trong giây phút này thì ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời những lời tâm tư, những lời rau dâu đến từ phía đại diện của gia đình bên ngoài sẽ lên tại sân khấu này, sẽ có đôi lời rau dâu, đôi lời tâm tư và đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời quý đại diện đến từ hai gia đình họ nội và họ ngoại. Chúng tôi mời luôn cả hai quý đại diện cùng bước lên sân khấu để có lời rau dâu, lời nhận dâu, lời cảm ơn và lời đáp từ dành tặng cho tất cả quý vị quan khách. Trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ cùng tất cả toàn thể hôn trường, hôm nay nhân được sự đồng ý của hai gia đình cùng tình yêu của hai cháu, được sự cho phép của chính quyền địa phương, chúng ta về đây để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin đại diện cho họ nhà gái gửi tới quý vị đại biểu, quan viên hai họ và toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa hai họ, các con các cháu chúng ta dù đã bước vào tuổi thanh niên nhưng mọi việc ở đời đang còn vụng về và non nớt, mong được sự bày đặt của gia đình bên nhà trai, còn các cháu phải có một tư duy năng động sáng tạo trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đối với bố mẹ phải trọn nghĩa sinh thành, phải anh em với anh em phải giữ trọn tình huynh đệ, với bạn bè trọn nghĩa tiên, với vợ chồng phải trọn tình chung thủy, dù giàu sang hay nghèo đói vẫn thủy chung trọn tình nghĩa vợ chồng. Thuyền là song song phải cắm sào đời bến. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu hai họ cùng toàn thể hội trường mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Một lời phát biểu rất đầy đủ, chân tình và ý nghĩa dành tặng cho hai con, căn dặn cho hai con và thay lời cảm ơn của gia đình Hồng Ngoại dành tặng cho Hà Nội và dành tặng cho tất cả quý vị quan khách. Xin được thay lời cho phía gia đình Hà Nội, thay lời cho chú rể và cô dâu và toàn thể hội trường xin được ghi nhận và cảm ơn bác rất nhiều.
Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những lời tâm tư, những lời rau dâu, những lời phát biểu tuyệt vời nhất đến từ phía phi đại diện của gia đình bên ngoài. Và người ta nói rồi, có chúc thì phải có mai, mà có nhà gái thì phải có nhà trai mới nên tình. Trong phút này xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình bên nội sẽ lên tại sân khấu này, sẽ có những lời đáp lời, những lời tâm tư, những lời tri ân cũng như những lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được thay lời ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình bên nội sẽ lên tại sân khấu này, sẽ có những lời đáp lời, những lời nhận dâu, những lời tâm tư và phát biểu tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, chúng tôi đã nhận được những hình ảnh rất là tuyệt vời đến từ gia đình Hà Nội đang từ từ bước lên sân khấu. Sắc màu hôn trường hãy giải thẳng cho ông một tràng pháo tay rất lớn được không ạ? Xin được chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa bà con hai họ nội ngoại, kính thưa các vị ân nhân của hai gia đình, thưa toàn thể hôn trường, qua một thời gian hai cháu Trung và Sơn đã tìm hiểu nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc 8 năm nay đã đi đến kết quả tốt đẹp. Hôm nay cho được ngày lành tháng tốt, được chính quyền địa phương cho phép hai gia đình tổ chức lễ thành hôn, thành lễ liên hoan cho hai cháu. Được quý vị về đây tham dự, tôi được phép thay dự vật cho họ đàn trai. Xin gửi đầu tiên xin gửi lời kính chào quý trọng nhất. Thưa bà con hai họ, hai cháu tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng sự đời chưa hề từng trải, chắc rồi đây hai cháu vẫn có điều thiếu thốn, cho nên tôi yêu cầu tất cả hai họ chúng ta, nhất là hai gia đình thông gia nội ngoại, hãy tận tình bày về cho hai cháu để hai cháu trở thành là một người dâu hiền, một người dễ thảo. Đó là niềm hạnh phúc của hai họ chúng ta. Sau đây là tôi xin phép hôn trường là dành hai cháu mấy lời. Cũng dành hai cháu mấy lời, 8 năm giữ lấy trọn đời thủy chung. Hai cháu làm sao để được bên ngoài làng xóm tôn sùng, dâu hiền, lễ thạo là họ hàng thêm vui. Ông có vài lời thế thôi, mong sao hai cháu giữ lời ông khuyên. Cuối cùng không có gì hơn, tôi xin kính chúc toàn thể hôn trường mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì hiên ngang vững chảy, nước ngọn nguồn thì chảy mãi không thôi. Hai cháu ơi, hãy giữ lấy lời, ở ăn sau trước phải là người thủy chung. Một lần nữa thay lời cho đôi bạn trẻ Quang Trung và Ngọc Sơn, xin được ghi nhận lời phát biểu của ông đã căn dặn trong ngày phúc này. Đời sống như thế nào cho xứng đáng, dâu hiền quanh năm vui lòng mẹ, và dề thảo bốn mùa đẹp ý cha. Xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được thay lời cho tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho họ nhà trai có dâu hiền, kính chúc cho họ nhà gái có rể thảo, và kính chúc cho tình thông gia hai bên gia đình 100 năm bền vững và mãi mãi keo sơn. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại sân khấu, trước khi đến với những cảm xúc của tình yêu mà chú rể và cô dâu sẽ dành tặng cho nhau, thì chúng tôi trân trọng kính mời phía dưới quý vị tự nhiên uống nước hàn huyên tâm sự. Còn phía trên này sẽ có những bản tình ca, những ca khúc ca ngợi về tình yêu, về quê hương đất nước, là những món quà vô giá chúng tôi dành tặng thay lời tri ân và lời chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Tất nhiên rồi, bên cạnh những phần quà vô giá về tinh thần đó thì những phần quà về vật chất đến từ phía những người bạn thân thương, những người bạn rất thân của chú rể và cô dâu, cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai bạn trong ngày hạnh phúc trong giây phút này. Ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời những phần quà trong hội bạn thân. Phần quà đến từ bạn Trần Ngọc Anh, du học cùng trường vì điều kiện không về được, cho nên có phần quà nhờ bố là Trần Mạnh Quỳnh sẽ lên tại sân khấu này để trao tặng cho hai bạn. Xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, thật đúng là một niềm vui trọn vẹn bởi những món quà vô giá của hai gia đình họ Nội và họ Ngoại. Chú rể và cô dâu được đón nhận trong ngày lễ nạp tài, thì trong buổi trưa hôm nay được vinh hạnh chào đón thêm những món quà vô giá đến từ bà con lối xóm, tất cả quý vị quan khách và đặc biệt là những người bạn thân, dù ở xa hay ở gần, vẫn dành lời chúc và tấm lòng món quà trở về đây chúc phúc cho hai người bạn của mình. Hãy dành tặng cho tình cảm này một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn phần quà đến từ bạn Trần Ngọc Anh và có bố đã lên tại sân khấu này thay mặt dành tặng cho chú rể cô dâu. Tất nhiên rồi, tạm thời chia tay những phần quà về vật chất thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần quà về tinh thần vô giá nhất mà tất cả quý vị chúng ta cùng lên tại sân khấu này chúng ta dành tặng cho chú rể và cô dâu. Những phần quà về tinh thần đó là gì? Đó là những lời ca tiếng hát, những bản tình ca lãng mạn nhất để chúng ta lên tại sân khấu này chúng ta hát cho nhau nghe và chúng ta gửi gắm qua những bản tình ca đó bằng những lời chúc thiết thực nhất, tốt đẹp nhất dành tặng cho nhau. Xin mời chú rể cô dâu chúng ta ngồi xuống một chút nữa. Nghỉ ngơi tí đỡ mỏi chân. Đúng không ạ? Và theo như sự bật mí đến từ những người bạn của cô dâu đúng không ạ? Thì đã nhìn lên tại sân khấu này bảo phím và hát đi. Chắc không biết bây giờ là ai hát đây ạ? Chú rể hát đúng không ạ? Thì Lê Sĩ thấy như thế này ạ. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều những tuyệt phẩm viết để dành tặng cho những chị em phụ nữ, dành tặng cho người vợ tuyệt vời nhất của mình, những ca khúc vợ tuyệt vời nhất và vô số những ca khúc về mẹ. Ngày hôm nay hy vọng rằng chú rể sẽ tặng vợ mình một ca khúc hát về đàn ông, hát về chồng, được không ạ? Tất cả chúng ta hãy dành tặng cho chú rể và một tràng pháo tay thật to lên quý vị. Món quà tuyệt vời nhất mà chú rể sẽ tặng cho vợ mình trong giây phút này, nhớ là bài hát viết về đàn ông, viết về chồng. Chú này xin phép hát bài hát viết về vợ thôi chứ không viết về chồng được không ạ? Hôm nay ngày vui của chúng mình thì mình xin phép hát bài hát dành tặng cho vợ với toàn thể hôn trường bài hát vợ tuyệt vời nhất. Lòng anh quá đôi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại sao em có thể từ anh thấy cuộc sống muốn hơn nhiều nhiều lần nhận hơn nhau đôi chúng ta từng phải và cô dâu nào. Kính thưa quý vị, rất là tuyệt vời, chú rể đã dành tặng cho cô dâu, dành tặng riêng cho người vợ yêu quý một ca khúc rồi. Còn trong giây phút này, Lê Sĩ ơi, người xưa có câu có đi có lại mới toải lòng nhau phải không ạ? Bây giờ thì cô dâu sẽ dành tặng cho chú rể phải không? Bây giờ cô dâu sẽ phải hát một bài gì đấy về chồng, về đàn ông. Ý chị Nga nói thế đúng không ạ? Một điều rất là dễ em ơi, chị cũng là phái nữ, nếu không hát được thì có một điều rất là dễ. Nhưng mà không phải đâu, sinh đó như thế này này.
người phụ nữ rất được xã hội tôn trọng, đúng không ạ? Có rất nhiều bài hát viết về vợ, viết về mẹ, nhưng đàn ông chúng tôi thì chưa có bài nào cả. Hy vọng rằng là cô dâu sẽ hát một bài tặng chồng. Em bị đau cổ. Tất nhiên rồi, thì trong giây phút này thì chúng ta không biết nói gì nữa, nhưng tiếng cười thay cho những tràng vỗ tay cổ vũ thật nồng nhiệt dành tặng cho chú rể cô dâu đi quý vị. Kính thưa quý vị, với những tràng vỗ tay này thì chúng tôi cũng rất mong chú rể cô dâu sẽ nắm tay nhau đứng dậy nào. Cô dâu nói với chúng tôi rằng em hôn chồng em được không? Hôm nay em đau cổ không hát được. Nói thật luôn. Trân trọng kính mời chú rể và cô dâu nắm tay nhau đứng dậy. Việc của em là đứng nguyên tại chỗ. Còn việc của cô dâu sẽ trả ơn em bằng một nụ hôn say đắm minh chứng cho tình yêu. Còn việc của quý vị là vỗ tay rất lớn nào. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn nụ hôn, cảm ơn ca khúc, cảm ơn những chạm vào tay, cảm ơn những màu sắc tuyệt vời mà quý vị và chúng tôi đã đem đến bức tranh tuyệt vời dành tặng cho đôi bạn trẻ Quang Trung và Ngọc Sơn. Còn bây giờ trân trọng kính mời hai em cùng nắm tay nhau ngồi xuống. Lúc này chú rể có hát tặng cho vợ một bài hát, đó là Vợ Tuyệt Vời Nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Tú, đúng không ạ? Thì Lê Sĩ mạn phép được hát tặng cho vợ mình ở nhà một ca khúc mà xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Và ca khúc này xin muốn truyền đạt lại chú rể một chút là sau này cuộc sống mình có thêm những đứa con thì sẽ rất vất vả, mong vợ chồng sẽ cùng nhau vượt qua. Một sáng tác được mang tên Vợ Tôi, xin mời quý vị cùng nghe. Chồng thương con hết lòng, gian nan ngày đêm, chắc ngày nắng mưa dài đầu, không ham giàu sang, không đua đòi sẽ lớn nhà nghèo. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung bánh ly tre, qua bao gian nan ngày đêm, chắc ngày nắng mưa
mưa dài đâu. Không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung anh ly chè. Qua bao nhiêu năm xấu có nghèo nhưng tình đậm dĩ vãng thấy thương nhau nhiều thế. Cưới em chỉ có khay trầu mâm trà tay rượu đôi buồn đau thương. Còn thơ hai đứa ra đời em nên gánh nặng nhọc nhằn hơn. Cuộc bấm cày sâu chiều bên mái lá nghe con nói tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lâu. Tôi thương vợ tôi những lần đi viết mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào gừng xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị vừa lắng nghe và giải tặng cho MC ca sĩ Lê Sĩ một tràng pháo tay vừa rồi, giải tặng cho những món quà âm nhạc mà chúng tôi giải tặng chúc phúc cho chú rể và cô dâu và toàn thể hôn trường. Chia tay với những cảm xúc mà Lê Sĩ vừa giải tặng thì xin mời tất cả chúng ta cùng đến với một ca khúc nữa cũng rất là nhẹ nhàng có tên gọi Nhớ Thương Ví Dặm. Xin mời quý vị cùng vui lòng thưởng thức. Câu hát năm nghiêng soi lao vòng sáng
dằm ơi quê hương bao thương nhớ. Nơi có mẹ cha sinh dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò yêu kỳ, sông làm núi hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dằm thương dằm nhớ, để tiếng a ơi trên sông nước bồi hồi giọt mồ hôi ở vai chặt mặt vất vả nhọc. Nhiều. Kính thưa quý thân mến, vào giây phút này thì chúng tôi có nhận được một thông tin tiếp theo là bên phía một người cậu, cậu Hợp đúng không ạ, sẽ có một phần quà tuyệt vời nhất lên tại sân khấu này trao tặng cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta sướng hồi vui trên sông dài. Chúng ta dành tặng cho tình cảm của cậu cháu và một tràng pháo tay to lên quý vị. Cảm ơn rất nhiều sự đón cậu. Liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng chia tay nhau với một ca khúc được mang tên là ca khúc gì anh vừa lên giới thiệu cho em không quên mất rồi. Xin mời anh lên đây ạ. Với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. À, kính chào quý khách ạ, à, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Chị, hôm nay xin gửi lời bài hát để tặng hai bạn, bài hát Lối nhỏ vào đời. Anh sẽ là dòng sông để em là biển trời, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai
ca khúc tình lối nhỏ vào đời, một phiên bản rất mới. Chúng ta hãy dành tặng cho ca khúc vừa rồi bằng một tràng pháo tay thật to lên quý vị. Liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời Mượn Nga sẽ lên đài sân khấu này dành tặng cho tất cả chúng ta, dành tặng cho hai cháu những tuyệt phẩm tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu, thì tôi chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Sau đây thì tôi hát tặng hai cháu bài hát. Mà trời mưa mà đã nát hai chữ tình mà không phải chớ tình đậm mà vẫn không phải đậm tình mãi mà vẫn không phải. Xứ Nghệ rất dễ thương, xin cảm ơn Mượn rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, với làn điệu dân ca xứ Nghệ do Mượn Nga thể hiện đã là phần cuối trong chương trình ca nhạc đặc biệt chúc phúc trong buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Trung và cô dâu Ngọc Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong giây phút này xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta đứng dậy một chút nữa. Trong giây phút này xin được thay lời ban tổ chức, xin được thay lời cho hai bên gia đình, xin được thay lời cho chú rể và cô dâu, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện và có mặt của tất cả quý khách quý, các cô bác chú, anh chị các bạn và các em đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Có gì sai sót rất mong tất cả quý vị, các cô bác chú, anh chị các bạn và các em chúng ta lượng thứ và bỏ qua. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng ra ngoài, chúng ta giải lao trong vòng ít phút và sau đó gia đình bên nội sẽ có bữa cơm thân mật, những chén rượu hồng. Rất mong toàn thể quý vị chúng ta cùng chung vui, cùng tận hưởng, cùng chúc phúc cho tình đồng gia hạnh gia đình, chúc phúc cho chú rể có dâu trong một ít phút nữa. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.
sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng là thu rơi, nơi rừng thông xuyên địa đàng. Nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi. Rất hoang sơ, rất mơ. Đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái. Sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. No!